nhớ thật nhiều, khóc thật nhiều, trái tim buồn ngày anh cất bước xa đi. Nhớ một mình, khóc một mình, giữa đêm buồn mong thấy anh sẽ về đây, ôi chỉ là mơ. Anh ơi, vì cớ sao anh lìa xa giấc mơ ngày nào ta đã trao nhau. Anh lạnh lùng lời nói chia tay để mình em cô đơn sâu nhớ. Anh ơi, anh đâu rồi? Trăng kia phố quen đâu bóng hình, biết bao giờ lại trông thấy anh, bước cùng nhau nói lời yêu dẫu chỉ là mơ. Anh ơi, xin một lần gặp lại anh dẫu là ân tình dối gian. Tiểu Thương, Tiểu Thương, em đừng có đi mà. Anh có tôn trọng em đâu mà giữ em lại để làm gì chứ? Anh xin lỗi em mà. Tiểu Thương à, bỏ em tha lỗi cho anh đi. Bây giờ anh ở cây giờ anh biết phải làm sao đây? Tiểu Thương à, em hãy hiểu cho anh chứ. Tiểu Thương, Tiểu Thương à, em hãy hiểu cho anh đi. Em không còn gì để nói với anh nữa hết. Anh để cho em đi đi. Không, Tuổi Thương, em hãy nghe anh đi. Tuổi Thương, anh Bảo Long, we make catches about 5 gallons out of there, and we'll pitch it. We'll get rid of that. Em định đi chơi đâu hả Tuổi Thương? Dạ không. Em tính qua đây, xin anh chị cho em tá túc ít ngày. Nhưng mà có chuyện gì vậy? Dạ không có gì. Em tính qua đây cho đầu óc thoải mái thôi. Bộ Bảo Long ra ngoài chơi nữa hả? Dạ không phải. Vậy thì có điều gì mà em giận chứ? Anh hai nghĩ coi, ảnh tự ý đưa Thiên Ân về trang trại mà không nói với em tiếng nào hết. Tưởng chuyện gì? Làm anh hai hết hồn. Anh thấy Bảo Long làm vậy đâu có sai trái gì đâu. Ừ, còn ở đây chơi vài bữa thì được, chứ ở luôn á tôi không có chịu đâu nha. Thôi, em lên phòng nghỉ đi. Chừng nào hết giận á thì lại về với chồng ha. Dạ, em xin phép.
Anh Hai nghe nè Dương. Anh Hai, tụi Thương có giờ bên nhà không anh? Ờ, nó mới qua bên này, đang nằm ở trong phòng khóc lóc đó. Vừa qua đi. Dạ, em biết rồi, cảm ơn anh Hai. Ba, pha giùm tôi bình trà coi. Không cần bà dễ đâu anh Hai. Em lên phòng gặp tôi Thương một chút. Ờ, Dương cũng lên nói chuyện với nó đi. Vợ chồng dặn nhau đầu giường, quề nhau cuối giường mà. Cố lên. Dạ. Phải không đó? Tôi á thấy anh dựng dai thấy mồ. Đừng có mà nói dốc đó nha. Dạ, em xin phép lên trển. Ừ, lên đi. Tôi Thương à, hãy bỏ qua cho anh đi. Thật lòng anh rất khó xử. Hôm nay là sinh nhật một tuổi của bé Thiên Ân. Anh muốn cho tất cả mọi người được vui, mà nhất là Thiên Phúc. Dù sao đi nữa, Thiên Phúc cũng là cha ruột của Thiên Ân mà em. Về nhà với anh đi. Nhà vắng bóng em, anh cũng không muốn ở nữa. Tội Thương à, em hãy về nhà đi. Anh hứa với em là ngày mai anh sẽ đưa Thiên Ân về cho em. Thiên Ân đó là con trai của em, chuyện gì thì chuyện, anh cũng phải nói cho em một tiếng chứ. Nè, con trai chơi với ba vui không? Ngày mai ba mua thêm đồ chơi cho con nha. Nha. Ba biết làm như vậy là có lỗi với má con. Nhưng mà ba thương con lắm, ba muốn được ở bên cạnh con, hiểu không? Con sao vậy Thiên Ân? Con sợ gương mặt xấu xí của ba đúng không? Thôi được rồi, để ba đeo mặt nạ vô cho con khỏi sợ nha. Ba xong rồi, ba xong rồi nè. Ừ, nè nè nè. Con nhớ má hay là con đói bụng hả? Thiên Ân, ba sẽ pha sữa cho con uống nha. Nha, ngoan ngoan, ngoan, đừng khóc nữa nha con. Ba pha sữa cho con uống nha. Rồi rồi, chờ ba tí. Rồi, ngoan ngoan ba thương ha. Ừ, chờ ba tí. Ừ. Đến nha con. Thôi, con đưa Thiên Ân cho má đi. Rồi con đi ngủ một chút đi. Con chơi với nó cả ngày rồi, chắc con cũng mệt đó. Con chăm sóc Thiên Ân được mà. Má về phòng nghỉ đi. Nhưng đêm hôm Thiên Ân còn phải ứng xử dặm nữa. Nó làm con mất ngủ đó Phúc. Đưa Thiên Ân cho má đi con. Con biết rồi, con sẽ thức. Con sẽ cho nó bú đủ cữ mà. Má yên tâm đi. Có gì con sẽ gọi má nha. Ờ rồi rồi bà thương, bà thương. Ờ thôi nín đi con. Ờ ờ được rồi, rồi không sao đâu con. Bà thương, bà đi pha sữa con bú nha. Rồi nín đi con. Nín đi, bà pha sữa liền nha. Ngoan nè, ngoan. Ngoan nha. Ồ, Thiên Ân của bà giỏi quá. Thiên Ân giỏi quá.
Rồi, con ngồi xuống đây nha. Rồi, rồi. Ước gì ngày nào bà cũng được nuôi con khôn lớn. Không được, Thiên Ngân phải về nhà. Nếu không Tuệ Thư sẽ điên lên mất. Mình không thể nào để thỏa mãn bản thân mà làm cho Tuệ Thư đau khổ được nữa. Tình yêu là cái gì chứ? Không phải đó là sự hy sinh đến tận cùng sao? Cậu, cậu uống gì không? Để tôi xuống dưới lấy lên luôn. Dì lấy cho tôi chai Văn Pháp hay là chi lê gì cũng được. Dạ. Sao tôi nghe nói cậu không uống rượu nữa mà sao hôm nay lại uống vậy? Tôi cần nó, dì cứ làm theo ý tôi đi. Sức khỏe cậu không có tốt, cậu đừng có uống nhiều đó nha. Tôi biết rồi. Dạ. Dạ. Anh chưa ngủ nữa hả? Anh muốn mời em qua phòng anh. Dù không có Thiên Ân ở đây, nhưng anh cũng muốn tổ chức sinh nhật cho con. Có cần phải như vậy không anh? Thiên Ân nó vắng mẹ đêm nay, chắc chắn nó sẽ khóc hết nước mắt. Anh nghĩ em còn lòng dạ nào mà ngồi đây ăn uống hả anh? Em yên tâm đi, Thiên Phúc và chú Thiếm vô cùng yêu thương Thiên Ân mà. Họ sẽ dành những điều tốt nhất cho Thiên Ân mà em. Bây giờ em hãy ngồi xuống đây, hãy uống với anh, coi như chúng ta mừng con trai một tuổi. Sao anh đã hứa với em là anh không uống rượu nữa mà? Anh uống một chút rượu, nhưng ngày sinh nhật của con cũng nên lắm chứ em. Anh hứa không bao giờ uống vô nghĩa để tự hại sức khỏe của mình. Chiếc nhẫn này thật tội nghiệp đúng không em? Từ khi anh có nó luôn ướt sũng trong men cay đắng.
như hình tượng mà em đang thấy đó. Thật ra bản chất của rượu không tự nó mang vị đắng cay, mà do con người chích ủ để cho nó lên men, phát sinh chất cay đắng để rồi thành rượu. Cay đắng để rồi say ngất ngưỡng. Thế nhưng người ta vẫn thích uống những thứ này hơn là nước lạnh, nhạt nhẽo. Phải chăng con người có nhu cầu mang thú đau thương? Anh đôi khi cũng cảm thấy thú vị với cảm giác đau thương này. Tuy nhiên, nếu cảm giác đó tồn tại dài lâu thì không ai có thể chịu nổi được đâu em à. Tại sao? Em chỉ là một người phụ nữ bình thường mà em có thể làm khổ đến hai người đàn ông như vậy. Em và Thiên Phúc đã có những kỷ niệm tình yêu trong sáng ngay từ khi còn ngồi trên sân trường kìa. Lúc đó em đã luôn suy nghĩ Thiên Phúc là một chàng trai đủ dũng mãnh để có thể che chở cho em suốt đời. Em yêu Thiên Phúc nhiều lắm. Giá như có thể đổi lại, người bị tạt axit chính là em, để cho anh Thiên Phúc anh có thể lành lặn, thì em sẽ sẵn sàng. Em sẽ sẵn sàng. Phúc anh không bao giờ hiểu cái em cần thật sự. Đó là tình yêu của anh, là trái tim của anh, chứ không phải là một hình thể dạm dở, đẹp trai đủ chuẩn. Anh Phúc, cho dù anh có xấu xí, anh có tàn phế đi nữa, thì em vẫn yêu anh. Em vẫn yêu anh rất nhiều mà. Không có gì có thể thay đổi sự thật này. Không có gì hết. Thật đó. Tại sao anh không chịu hiểu chứ? Vậy thì mình hãy cùng nhau cảm nhận thú đau thương đi.
Tôi thương à. Uống nữa đi em, để cảm nhận thú đau thương này. Uống đi tuổi thơ. Yêu anh Thiên Phúc. Ba xin lỗi con nha. Nín đây, nín đây. Ví dầu cầu giang đông đinh. Nín đi con. Mai mới đưa con về Sài Gòn với má con nha. Nín ngoan, ba thương, ba thương. Nhìn thằng Phúc á, nó quấn quýt con trai của nó mà tôi đau lòng quá ông à. Bây giờ mình phải giữ thằng Thiên Ân ở lại đây. Chắc chắn thằng Phúc sẽ bận rộn, nó không thể đi lên chùa được nữa ông. Ông thấy tôi nói vậy đúng không? Cái thằng coi vậy mà thương con quá. Hôm nay tôi thấy nó tươi tỉnh ra. Thôi cứ giữ Thiên Ân ở lại, cho nó bớt cô đơn, cho nó có niềm vui phụ tử. Bây giờ tôi mới thấy ông nói một câu nghe được đó. Cứ như vậy đi, để cho nhà này có chút bình yên, vui vẻ ha. Nhưng mà con tệ thương, cũng tội nghiệp đó chứ. Ai mà bắt bà xa con như vậy, bà có chịu nổi không? Dĩ nhiên là không nổi rồi. Tội thương nó muốn gần con trai nó thì nó xuống đây nó ở với mình luôn đi. Tôi đâu có ác ý bắt mẹ con nó xa nhau đâu. Má ơi, má cứu con đi má. Con không muốn chết ở đây đâu má ơi. Con đi má ơi.
Dậy đi mợ. Mợ ơi, dậy đi mợ. Mợ. Dạ. Có chuyện gì vậy gì? Trời ơi, ly chén bể hết trơn mà tay cậu Long chảy máu rồi kìa. Mà ngộ quá, sao mà hai người không lên giường nằm? Nằm chi dưới sàn lạnh ngắt vậy? Mợ. Vậy đi mợ. Ủa, dì ơi, tối qua chỉ có uống, còn chưa ăn gì nữa mà. Mợ, mợ lên đây ngồi đi. Bảo Long, Bảo Long ơi, dậy đi anh Long. Bảo Long à, trời ơi, anh dậy đi. Trời ơi, tại sao vậy? Đêm qua cả hai chúng tôi đều say quá. Chị dọn giùm tôi đi. Tại anh sao vậy? Anh xin lỗi. Mai mốt không bao giờ xảy ra chuyện uống say nữa. Chắc anh giận em chuyện gì phải không? Không. Để em đi chuẩn bị. Anh xuống trang trại đón Thiên Ân về. Em sẽ đi với anh. Mợ, sao mà nhẫn cưới bỏ vô cái ly vậy? Xém chút nữa là tôi làm rớt trôi xuống bồn nước rửa rồi đó. Dạ, con cảm ơn dì. Tại tối hôm qua con với anh Bảo Long giỡn thôi, không có gì đâu. Thôi dì xuống dọn dẹp giùm con đi. Một lát con với anh Long xuống trang trại rước Thiên Ân. Dạ. Tùy anh à. Chú Tư à, chú lên coi thằng Phúc nó dậy chưa. Kêu cha con nó xuống ăn sáng luôn. Dạ, lúc nãy tôi có lên phòng, định kêu cậu Phúc xuống, nhưng thấy hai cha con ngủ say quá, cho nên không đành. Thôi, cứ làm việc của chú đi. Tội nghiệp, chắc nó bị thằng nhỏ quấy cả đêm nên bây giờ chưa mở mắt ra được. Thì để cha con nó ngủ thẳng giấc đi. Bà ăn đi. Ừ. Ông à, chút nữa tôi sẽ gọi điện thoại nói chuyện Tề Thương là phải giao quyền cho vợ chồng mình đó, nuôi thằng Ân. Tôi sợ không nói trước á, mắt công nó xuống đây, nó quậy phá, nó nói lung tung thì phiền phức lắm ông. Thiên Ân mới 1 tuổi, mình làm như vậy liệu có ổn không? Nó đã cai sữa rồi, lại biết ăn dặm nữa, có gì đâu mà ông lo. Ông thấy thằng Phúc chăm sóc cho con nó tốt hay sao? Thì bà cứ gọi điện thoại nói chuyện với Tuệ Thương đi, cố gắng thuyết phục nó bằng lòng, chứ đừng gây mâu thuẫn nữa. Không hiểu sao cái nhà này không ai dám đụng tới con Tuệ Thương là sao? Phúc, con đi đâu vậy? Con đưa Thiên Ân về Sài Gòn. Không, không được. Nó là con trai của con thì con có quyền giữ nó bên cạnh chứ. Không ai có quyền tách con ra khỏi người mẹ hết á. Phúc, nhưng mà má không đồng ý. Má không có đồng ý con trả thằng nhỏ cho Tuệ Thương đâu. Nó là cháu đội đích tôn của má mà. Phúc, Phúc. Thằng Phúc tôi nói đúng đó, không ai có quyền
tách rời đứa con ra khỏi người mẹ. Alo. Anh và Tùy Thương không cần xuống Trang Trại. Em đang ngóng Thiên Ân về Sài Gòn đây. Con nó vẫn khỏe, đêm ngủ được và bú no lắm. Anh nói với Tùy Thương đừng có lo lắng. Lát nữa em sẽ cho con trở về trong vòng tay của mẹ. Anh biết rồi. Dạ. Ai vậy anh? Mình không cần xuống Trang Trại nữa em à. Ủa sao vậy? Thiên Phúc đang bồng Thiên Ân về đây. Thật không anh? Thiên Phúc không nói dối đâu. Như vậy thì mình đành phải ở nhà chờ thôi. Thiên Ân, tại sao con khóc vậy nè hả Thiên Ân? Nhìn thì anh con xin lỗi. Mẹ nhớ con lắm Thiên Ân. Tại mọi người nhớ nó quá đã khiến cho em lo lắng. Em đừng có giận anh Long nha. Đến đi con, đến đi. Thiên Phúc nè, anh em mình ra giường chơi cho nó thoáng. Anh có chuyện muốn nói với em. Ừ. Dạo này em sao rồi? Có còn mặc cảm với bản thân mà lên chùa trú ẩn nữa không? Em lên chùa chẳng qua là để học các phương pháp thiền sư của thầy thôi, chứ không phải tìm chỗ trú ẩn. Nhờ thiền em dần chấp nhận được mọi thứ. Tâm trạng của em lúc này cũng bình yên và thanh thản hơn. Em về đây cũng chính là muốn nói với anh một việc. Anh cũng muốn nói với em một việc. Vậy thì ai nói trước đây? Anh nói trước đi, em sẽ lắng nghe anh. Thiên Phúc à, anh có một người bạn ngoại quốc rất giỏi về lĩnh vực phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Anh dự định sẽ... Không cần đâu, em đã quen với gương mặt này rồi. Sao vậy? Lúc trước em mong muốn có một gương mặt trở lại bình thường mà. Lúc trước thì vậy, nhưng bây giờ thì đã khác. Bây giờ em muốn được sống một mình, muốn được yên tĩnh tâm hồn một cách thật sự. Cho nên dung mạo của em bây giờ hoàn toàn vô nghĩa. Em cũng muốn quay lại với Tuệ Thương sao? Còn có thể sao anh? Em chỉ mong muốn Tuệ Thương thỉnh thoảng cho em thăm bé Thiên Ngân một lần là được rồi. Phúc à, em có tin anh không? Sao anh lại hỏi vậy? Trả lời anh đi, em có tin anh không? Ừ. Anh và Tuệ Thương chưa một lần chung đụng thể xác với nhau. Khi chấp nhận làm vợ anh, Tuệ Thương đã yêu cầu để cho cô ấy để tay một năm. Anh không có lý do gì từ chối yêu cầu chính đáng của cô ấy.
rồi liên tục những sự cố xảy ra. Cho tới hồi đêm, Tự Thương đã nói ra sự thật của lòng mình. Cô ấy vẫn và chỉ yêu thương một mình em mà thôi. Giữa bao sông tình yêu.